những giáo lý mới cho nhân loại. Giáo lý của Đạo Cao Đài không chỉ nhằm mục đích hòa hợp các tín ngưỡng tôn giáo mà còn thích nghi với tất cả mức độ tiến hóa của tâm linh. Về phương diện đạo đức, giáo lý Đạo Cao Đài nhắc nhở con người có bổn phận đối với chính mình, với gia đình, với xã hội, kế đến là đối với nhân loại, chúng sanh. Về phương diện triết học, giáo lý Đạo Cao Đài truyền dạy xem thường danh vọng, sự giàu có, sự xa hoa, phải lo giải thoát khỏi những nô lệ vật chất để tìm trong tâm linh sự yên tĩnh của tâm hồn. Về phương diện tín ngưỡng, giáo lý Đạo Cao Đài khuyên nhủ sùng bái Thượng Đế, Đại Từ Phụ của chúng ta, tôn thờ các đấng chân linh thượng đẳng vốn tạo nên hệ thống trật tự oai nghiêm trong thế giới huyền bí, chấp nhận sự thờ cúng tổ tiên theo truyền thống dân tộc, cúng bằng hoa, quả, trà, rượu, cơm chay, bài trừ việc cúng bằng các thứ thịt thú vật cũng như giấy vàng mã. Về phương diện tâm linh, giáo lý Đạo Cao Đài xác nhận sự đồng ý các tôn giáo khác về hệ thống triết học tâm linh và tâm lý, sự hiện hữu của linh hồn trong thể xác, sự tiến hóa của linh hồn bởi sự đầu thai chuyển kiếp liên tiếp, sự phán xét theo luật nhân quả các hành vi của con người sau khi chết. Về phương diện truyền giáo, Đạo Cao Đài truyền đạo cho các tín đồ xứng đáng những giáo huấn mặc khải. Điều này cho phép các tín đồ bởi quá trình tiến hóa tâm linh đạt đến sự toàn phúc. Tam kỳ là phổ độ lần thứ ba theo giáo lý Cao Đài. Trước kia có nhất kỳ phổ độ vào thời đại thượng cổ và nhị kỳ phổ độ. Sự phân chia này nói lên sự tuần hoàn của vũ trụ, sinh, thành, hoại, diệt. Khi nhân loại suy đồi thì tôn giáo có nhiệm vụ phục hưng giáo đạo, vì sau một thời gian truyền bá, chân lý bị giảng giải sai lệch làm chính giáo trở nên phàm giáo. Giáo lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mang đến những hiểu biết mới cho nhân loại như sau. 1. Quy Tam Giáo, Hiệt Ngũ Chi. Các tôn giáo lớn được xem như là các phân khoa của trường hợp giáo lý mà Thượng Đế đã lập ra cho nhân loại. 2. Con người là một Thượng Đế ẩn tàng. Mỗi linh hồn là một điểm linh quang, ánh sáng linh diệu, được chiết ra từ khối đại linh quang của Thượng Đế hay của đại hồn. Vậy, mỗi linh hồn là Thượng Đế trong trạng thái tiềm tàng, chưa ý thức được bản thể thiêng liêng của mình. Muốn khai mở ý thức này, linh hồn phải trải qua các kinh nghiệm của kinh thạch, thảo mộc, cầm thú, nhân loại, đính thánh, thần, tiên, Phật. Trên con đường nhập thế, linh hồn mang lấy xác phàm đặng thâu nhập những kinh nghiệm mà cõi vật chất hầu làm chủ và cai trị chúng. Sau một thời gian vô số kiếp, nó tiến lên quả vị siêu linh trên con đường xuất thế. Từ một điểm linh quang, muôn vạn thế kỷ sau linh hồn ấy sẽ được vào hàng các vị thiên đế để chỉ huy và sanh hóa vũ trụ. Thầy là các con là thầy. Và vì thế, tất cả nhân loại đều là anh em, vì đều là con của Thượng Đế. Con người đứng phẩm tối linh, nửa người nửa Phật nơi mình anh nhi, Đại Từ Phụ từ bi tạo hóa, tượng mảnh thân giống cả càn khôn, vẹn toàn đủ xác đủ hồn, xây cơ chuyển thế bảo tồn vạn linh. 3. Chúng sanh gồm có bát hồn, kim thập hồn, thảo mộc hồn, thú vật hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn và Phật hồn. 4. Luật tam thể. Con người thật sự được cấu tạo bởi ba thể, đó là chân linh, chân thần và phàm ngã. Phàm ngã sống ở thế gian mang ba thể, xác thân, thể cảm dục hay còn gọi là thể vía và thể trí. 5. Thuyết luân hồi của Cao Đài giáo rất khác với thuyết luân hồi của Phật giáo. Thuyết luân hồi của Phật giáo có địa ngục, có quỷ dữ hành hạ tội nhân. Thuyết chuẩn luân của Đạo Cao Đài giáo không có địa ngục, cũng không có quỷ dữ hành hạ, mà chỉ có trường đình, nơi xét tội phước của mình và Chí Tôn đã ban đại ân xá. Phù địa ngục, quỷ môn quan, Chí Tôn đại xá nhất trường quy nguyên. 6. Ba ngôi hiệp nhất của Đức Chí Tôn và ngôi thứ của Thần, Thánh, Tiên, Phật. Cả cơ quan hữu tình trên thế giới này đều thuộc về Tăng. Đứng đầu tiên hết, Chí Tôn tức là Phật, nắm cả cơ quan bí mật tạo thành càn khôn vũ trụ. Thiên Chúa giáo có ba ngôi, Ble Pere, Đức Chúa Cha, Ble Feu Es, Ble Saint Esprit.
Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Cha là Phật, Đức Chúa Con là Pháp, Đức Chúa Thánh Thần là Tăng. Ba ngôi của Đấng A Á Ớ dạy là Phật, ở giữa Đức Chí Tôn, Phật trên các Phật, rồi đến Pháp, tức Pháp Thiên, và Tăng là chúng sanh, đồng thời nói lên sự hiệp nhất giữa trời và người. 7. Đức Phật Mẫu, người mẹ thiêng liêng đã tạo cho mình chân thần. Một thể phải có mới giúp cho xác thân này linh hoạt và giúp cho hồn tương liên với xác. Đó là điều mà các tôn giáo trước không đoán rõ. Trong tam kỳ phổ độ, Đức Mẹ của nhân loại đã dạy các phương pháp tu tâm dưỡng tánh, lập công quả để qua được kỳ phán xét, kỳ thi cuối cùng của chu kỳ tiến hóa hay Long Hoa Đại Hội. Lưỡng nghi phân khí hư vô, duy trì kim mẫu nung lò hóa sanh. 8. Duy trì ngũ giới cấm trong đạo Phật, nhưng được chính Đức Thượng Đế giải thích rất rõ ràng nguyên do tại sao cấm. Nhờ đó nhân loại hiểu rõ nguồn gốc của tội lỗi mà tránh vấp phải, hoàn thiện hơn và là điều kiện để tu và hành pháp môn trong đại đạo. 9. Tin tưởng Thượng Đế, Thiên Chúa, Đấng sáng tạo, nhưng không nói về tội tổ tông, hỏa ngục đời đời. Người tín đồ Cao Đài tin vào luật luân hồi và nói về sự chuyển dịch của linh hồn, đó là sự khác biệt với đức tin của người Công giáo. 10. Tương đồng với các tín đồ Phật giáo trong niềm tin vào luật luân hồi và nhân quả, vào bát chánh đạo, vào ngũ giới cấm, song có những quan niệm mới qua luật tam thể và luật hấp dẫn. Theo Phật giáo, mọi sự vật đều không tự có, không do một nguyên nhân mà do vô số nguyên nhân, hay còn gọi là nhân duyên, để hình thành. Do đó, vũ trụ, vạn vật, chúng sinh không thể do một nguyên nhân hay một người tạo ra được. Người tín đồ Cao Đài cũng tin luật luân hồi và quả báo, nhưng nhìn dưới khía cạnh mới, đó là bát hồn và luật tam thể. Càn khôn sàng xuất hữu tình, bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh. Luật hấp dẫn thay thế sự chuyển dịch linh hồn theo Phật giáo một cách bất ngờ trong đức tin mới. Như thế, không cần thiết phải là một người hung dữ trở lại kiếp sống trong lớp da của con heo hay con chó nơi cõi trần để đền những tội lỗi của kiếp trước. Hơn nữa, đó là trình bày đấng tạo hóa dưới hình thức một quan tòa quá hung dữ. Không, luật hấp dẫn ngự trị trong không gian đủ cho sự công bình thiêng liêng. Người nào có một cuộc đời hy sinh sẽ thành thần linh sau khi chết, và nhờ có luật hấp dẫn, người đó sẽ đến một thế giới thanh cao trong vũ trụ. Trái lại, người hung ác, kẻ sang tham, tự họ sẽ rơi xuống vào một cõi giới có điều kiện sinh tồn còn tăm tối, khổ sở hơn nữa. Tất cả diễn ra một cách tự nhiên và tự động. Đóng địa ngục, mở tầng thiên, khai đường cực lạc dẫn miền Tây Phương. Giáo lý của đạo Cao Đài phần lớn được trích ra từ ba giáo đạo xưng của Á Đông: Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo. Đạo Cao Đài giữ lại những nguyên tắc thuần túy được nhìn nhận như là những chân lý vĩnh cửu, bất biến của thiên điều, nhưng đạo Cao Đài khôi phục trong ý nghĩa chân thật của nó một vài giáo điều đã bị biến đổi. Được canh tân như thế nên giáo lý này dung hợp được tất cả các tín ngưỡng tôn giáo và thích ứng với những trình độ khác nhau của sự tiến hóa tâm linh. Giáo lý đạo Cao Đài mang tính cách khoa học hiện đại và là nền tảng cho các ngành khoa học trong tương lai. Con người sẽ học được, hiểu được những định luật căn bản của vũ trụ như luật nhân quả, luật luân hồi, luật tam thể, vân vân. Nhân loại sẽ biết con người thật của mình là ai, đầu thai xuống thế gian này để làm gì, chết rồi đi về đâu. Hiểu được những điều này, con người sẽ không còn say mê thế giới vật chất, không còn tìm cách hãm hại nhau để tranh giành đoạt lợi, không còn tìm cách diệt đức tin của người khác vì hiểu rằng tất cả đều là anh em cùng một cha, một mẹ, tất cả đều phải đi trên con đường tiến hóa. Làm đúng thì đạt quả vị nhanh, làm sai thì đi chậm hoặc bị đào thải. Một số điểm cần chú ý khi sử dụng thuốc nam. Thuốc đông y bao gồm cả thuốc nam và thuốc bắc là những vị thuốc kinh nghiệm của ông cha ta, có tác dụng chữa bệnh tốt, dễ kiếm lại rẻ tiền, việc sử dụng tương đối dễ dàng. Nhưng
việc sử dụng chỉ mới dựa vào kinh nghiệm và học thuyết âm dương ngũ hành của triết học phương Đông, còn ít người hiểu. Phần lớn chưa được giải thích bằng cơ sở khoa học hiện đại. Có người nói thuốc Bắc là thuốc nhập của Trung Quốc. Sự thật không phải thuốc nào nhập của Trung Quốc cũng gọi là thuốc Bắc. Ví dụ, ta nhập của Trung Quốc gồm có Phục Linh, Đương Quy, Bạch Trực, Hoàng Kỳ, vân vân, và Penicillin, Sinfamid, Ricoza, vân vân. Nhưng chỉ gọi các vị Phục Linh, Đương Quy, Bạch Trực, Hoàng Kỳ là thuốc Bắc, còn Penicillin, Sinfamid thì lại gọi là thuốc Tây nhập của Trung Quốc. Có người gọi thuốc Nam là thuốc sản xuất ở trong nước. Sự thật, ta cũng lại chia thuốc sản xuất ở trong nước ra hai loại: thuốc Tây bào chế ở Việt Nam và thuốc Nam thực sự. Thuốc Nam theo định nghĩa ở trên được nhân dân một số nơi ở miền Nam gọi là thuốc vườn, vì có thể kiếm quanh vườn. Do thuốc Đông y trong đó có thuốc Nam phần lớn chưa được giải thích trên cơ sở khoa học, cho nên một số người thường đòi hỏi ta phải nghiên cứu để biết trong vị thuốc đó có những hoạt chất gì, cơ chế tác dụng ra sao rồi mới sử dụng. Một số người thường quan niệm việc nghiên cứu thuốc khá đơn giản, nhanh chóng. Thực tế nó không đơn giản, nhanh chóng như ta đã nghĩ. Khó khăn này không phải chỉ riêng đối với nước ta do điều kiện nghiên cứu còn hạn chế, mà còn là khó khăn chung đối với nhiều nước trên thế giới có nền khoa học tiên tiến. Vì đối tượng nghiên cứu là những cây thuốc, động vật làm thuốc, là những sinh vật còn chứa đựng nhiều bí mật chưa khám phá ra được. Vì vậy, ở ngay những nước có nền khoa học tiên tiến, bên cạnh những thuốc đã biết rõ cấu tạo, cơ chế, còn rất nhiều vị thuốc được nhân dân tiếp tục sử dụng theo kinh nghiệm cổ truyền mà người ta thường gọi là y học nhân dân. Thường phải rất lâu ta mới thấy các nước đó đưa được một vị thuốc từ lĩnh vực y học nhân dân sang lĩnh vực y học khoa học. Ở nước ta, lĩnh vực y học nhân dân rất rộng lớn, những kinh nghiệm đó nằm rải rác trong nhân dân. Nhiều thuốc có tác dụng chữa bệnh rõ rệt, nhưng ta chưa thể giải thích và chứng minh được bằng khoa học hiện đại. Phương châm kết hợp Đông y và Tây y của Đảng và của ngành y tế đề ra đòi hỏi chúng ta phải vừa áp dụng những kinh nghiệm chữa bệnh của ông cha ta bằng thuốc Nam, vừa tiến hành nghiên cứu, chứ không đợi nghiên cứu xong mới sử dụng. Vì những kinh nghiệm chữa bệnh của ông cha ta đã được thực tế chứng minh trên người thực, bệnh thực từ bao đời nay rồi. Một, nhưng vì những kinh nghiệm đó thường chỉ được truyền miệng từ người này qua người khác, qua mỗi người lại thay đổi một tí, có khi bị che giấu, xuyên tạc do người có kinh nghiệm muốn giữ độc quyền. Cho nên trong công tác điều tra sưu tầm bài thuốc cũng như khi áp dụng những kinh nghiệm nhân dân, vấn đề quan trọng là phải biết phân biệt kinh nghiệm thực sự và kinh nghiệm đã bị xuyên tạc, thần bí quá. Trong bộ sách này,
chúng tôi chỉ giới thiệu những vị thuốc phát hiện trong nhân dân mà chúng tôi đã có dịp kiểm tra lại về mặt thực giả tốt xấu, bản thân có dịp sử dụng hay chứng kiến sử dụng. Chúng tôi đã lại tham khảo đối chiếu nhiều năm qua các tài liệu cổ, tài liệu mới ở trong và ngoài nước. 2. Một đặc điểm nữa của thuốc Nam hiện nay là tên gọi vị thuốc chưa thống nhất. Cùng một cây, có khi mỗi nơi gọi một khác. Thí dụ như cây xài đất, tại một vài địa phương tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ gọi là húng trám. Hoặc nhiều cây khác hẳn nhau lại cùng mang tên giống nhau như bồ công anh, nhân trần, cam thảo. Cho nên khi sử dụng cần chú ý phân biệt, nếu không kết quả điều trị không thống nhất sẽ ảnh hưởng tới sự tin tưởng vào thuốc Nam. Sự thiếu thống nhất này làm công tác điều trị và nghiên cứu của chúng ta thêm phức tạp. Nhưng trái lại, nếu biết vận dụng lại làm cho công tác điều trị và nghiên cứu thêm phong phú, độc đáo. Trong khi giới thiệu vị thuốc, hình vẽ, phần mô tả cây và những cây thực trồng ở vườn thuốc địa phương sẽ giúp chúng ta phân biệt được cây nọ với cây kia. 3. Biết đúng cây thuốc rồi nhưng còn cần thu hái đúng mùa, đúng lúc cây thuốc, vị thuốc có chứa nhiều hoạt chất nhất. Ví dụ, ổi xanh ăn chát, ổi chín ăn thơm và ngọt. Dùng đúng bộ phận cây để làm thuốc. Ví dụ, dầu thầu dầu uống vào có tác dụng tẩy, nhưng ăn hạt thầu dầu thì có thể gây ngộ độc chết người. Thịt cóc ăn được, nhưng da cóc, trứng cóc gây ngộ độc chết người. Chế biến phải đúng phép. Ví dụ, hạt thảo quyết minh dùng sống thì gây tẩy hay nhuộm tràng. Sao vàng hay sao đen thì không còn thấy tác dụng tẩy nữa. Có như vậy mới bảo đảm hiệu lực thực tế của thuốc. Ngay cả việc sử dụng thuốc tươi hay thuốc khô nhiều khi cũng đưa lại những kết quả khác hẳn nhau. Ví dụ, ta có thể ăn chuối khô, nhãn khô, giải khô, nhưng không ai ăn mía phơi khô. Vì trong quá trình phơi hay sấy khô có thể có một số hoạt chất bị phá hủy. Để cho vị thuốc khô giữ được tác dụng như lúc còn tươi, đối với một số vị thuốc ta có thể đem đồ hơi nước sôi trong vòng 3 đến 5 phút trước khi đem phơi hay sấy khô. Dạng thuốc sắc, thuốc viên hay thuốc rượu đều ảnh hưởng ít nhiều đến tác dụng chữa bệnh của đơn thuốc hay vị thuốc. Kinh nghiệm bản thân chúng tôi thấy dạng thuốc sắc đông y đóng ống rồi hấp tiệt trùng như những thuốc ống để uống là một dạng thuốc để lâu không hỏng, gần giống hình thức thuốc sắc dùng trong nhân dân, lại dễ làm. Với dạng thuốc này, chúng ta có thể theo dõi tác dụng của một bài thuốc hay vị thuốc một cách tương đối chính xác. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng đối với từng vị thuốc cụ thể, ta có thể tìm một dạng thuốc thích hợp hơn, tiện dụng hơn, rẻ hơn mà vẫn bảo đảm hiệu quả. Cho nên, chúng tôi nghĩ chính trong quá trình nghiên cứu sử dụng thuốc Nam, công tác chế biến, bào chế nhất định sẽ thu được những kết quả quan trọng. 4. Để bảo đảm nguồn nguyên liệu lâu dài, hiệu lực đồng đều song song với việc khai thác cây thuốc mộc quan, cần tiến hành nghiên cứu trồng nuôi cây con làm thuốc.
Trong thực tế công tác, chúng ta sẽ thấy nhiều vấn đề tưởng như dễ nhưng rất khó. Ví dụ tại Hà Nội, nhiều người trồng cây sử quân tử, tuy ra rất nhiều hoa nhưng không kết quả. Và ngược lại, có nhiều vấn đề thoạt nhìn tưởng khó nhưng làm lại dễ. 5. Đối với tác dụng của thuốc nam, bên cạnh một số tên bệnh và triệu chứng bệnh có sự phù hợp giữa Tây y và Đông y, chúng ta còn chưa hài lòng về một số khá nhiều những danh từ bệnh khá mơ hồ như đau bụng, ho, hậu sản, cam, vân vân. Trách nhiệm của người thầy thuốc là phải theo dõi tác dụng của thuốc trên lâm sàng, có đủ những xét nghiệm, phương tiện chẩn đoán hiện đại để dần dần có thể viết lại những tên bệnh, triệu chứng tật bệnh theo đúng như khoa học y học hiện đại. Có như vậy, chúng ta mới thực hiện đúng chủ trương thừa kế nhưng phải phát huy hết vốn cũ của ông cha ta. Chúng ta không thể đứng ngoài mà chê trách các cụ lương y, các tài liệu y học cũ là lạc hậu, là mơ hồ, để rồi không dùng, không theo. Mà thái độ đúng của chúng ta là phải nghiên cứu, tìm hiểu trên thực tế những tên bệnh đó tương ứng với những bệnh theo nghĩa khoa học y học hiện đại. Để tiện cho các bạn tham khảo đối chiếu trong phạm vi có thể, ngoài những tên bệnh mới, chúng tôi đều có ghi tác dụng và tính chất của vị thuốc theo các tài liệu cổ, theo tiếng nói của các cụ lương y. Kinh nghiệm bản thân tôi là những tính chất và tác dụng đó tuy viết theo những danh từ cổ nhưng cũng giúp ta một ý niệm quan trọng về những chỉ định của người xưa để có thể rút kinh nghiệm vận dụng trong điều kiện hiện nay. Mặc dầu chúng tôi đã cố gắng để có nhiều tài liệu và dẫn chứng Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn tiếc rằng còn quá ít, vì phần lớn những kinh nghiệm dùng thuốc nam chưa được chính thức công bố. Chúng tôi hy vọng rằng với chủ trương đẩy mạnh sử dụng thuốc nam có theo dõi tổng kết, tập tài liệu này sẽ ngày được bổ sung thêm nhiều những dẫn chứng và số liệu Việt Nam. Bài viết của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi trong Cây thuốc và Vị thuốc Việt Nam.